Tôi là một người nghiện nặng được 5 năm rồi. Khi không tập cảm thấy trong người rất là khó chịu, uể oải, không có năng lượng và cảm thấy một ngày như thiếu sức sống. Nó giống như một chất xúc tác, một cái chất kích thích để mình rắc vào trong những cái món ăn tinh thần của mình mỗi ngày. Nó đã lấy đi của tôi những căn bệnh. Cái bệnh bao tử của mình nó biến mất, lúc nào mình không hay luôn. Mình giảm cân nè và rất là ít bị bệnh vặt. Nó đã lấy đi của tôi tuổi già, làm cho da của mình trẻ hơn, làm cho mình lúc nào mình cũng đầy năng lượng hơn, mang tất cả những cái muộn phiền, những cái lo âu, những cái stress trong công việc hoặc là cuộc sống ra khỏi cái tâm trí và cái cơ thể của mình. Nó giống như món khai vị của tất cả những điều trong cuộc sống. Ghi lại những khoảnh khắc tập của mình ở những địa điểm mà tôi cảm thấy nhiều cảm hứng nhất, thì đó là cách để tôi có thể thỏa cơn nghiện của mình. Bạn sẽ cảm thấy nó hơi nhức, hơi đau một chút với những ngày đầu tiên. Nhưng mà khi mà bạn đã vượt qua được những ngày đầu tiên của mình rồi, thì bạn cũng sẽ trở thành con nghiện giống như Trinh. Bạn sẽ có thêm một thú vui mới trong cuộc sống của mình, sẽ giảm bớt những thời gian vô nghĩa, và bạn sẽ biến cuộc sống của mình trở nên ý nghĩa hơn. Và cái nghiện này là cái nghiện tốt, tại vì đó tốt cho sức khỏe của bạn, tốt cho cuộc sống của bạn, thì tại sao mình không nghiện, đúng không nào? Tôi là một người nghiện yoga.